Thưa quý vị, với công tác chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp qua 4 đêm thi, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng GIFF 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cũng như du khách trong và ngoài nước, kích hoạt mùa hè sôi động tại thành phố. Sau hơn một thập kỷ, GIFF đã không chỉ đơn thuần là cuộc thi pháo hoa, mà còn là điểm hẹn văn hóa, thể hiện được tình hữu nghị cũng như bản sắc của mỗi quốc gia tham dự. Năm nay, 8 anh tài, ngành pháo hoa thế giới đã quy tụ tại GIFF, bao gồm đội Anh, Ý, Ba Lan, Pháp, Úc, Canada, Phần Lan và đại diện Việt Nam đến từ Đà Nẵng. Các đội đã cố gắng thể hiện xuất sắc màn trình diễn của mình, nổi bật chủ đề chung là thế giới không khoảng cách. Với sức hút qua mỗi đêm, không chỉ đông đảo khách tập trung tại các cây cầu bắc qua sông Hằng, dọc hai bên bờ sông Hằng, các cơ sở lưu trú ven sông để xem pháo hoa, mà còn hàng ngàn người lấp đầy các khán đài. Tôi biết đến lễ hội này thông qua lời kể của nhiều người, vì vậy năm nay tôi và gia đình quyết định để xem. Tôi không thể tin được là pháo hoa là gọn bột như thế này. Thật sự nó có rất nhiều màu sắc trong màn biểu diễn dài. Lễ hội thật sự rất thú vị đối với chúng tôi. Nói chung đẹp hơn trên Facebook rất nhiều, cảm giác rất là đẹp, tuyệt vời. Bên cạnh những màn pháo hoa mãn nhãn, GIFF 2023 còn là nơi thăng hoa của văn hóa và nghệ thuật, đều được xem là một trong những sở hút riêng có của mỗi mùa GIFF, khi các đêm trình diễn đều có sự đầu tư, các tiết mục, sự góp mặt của nghệ sĩ đến từ 25 quốc gia và nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Hà cảm thấy rất là vinh dự khi đây là lần thứ hai Hà tham dự lễ hội pháo hoa tại thành phố Đà Nẵng. Bởi vì Hà nghĩ lý do đầu tiên đó chính là Đà Nẵng là một trong những thành phố luôn là một trong những điểm du lịch đầu tiên mà gia đình của Hà lựa chọn, vì gia đình của Hà rất là yêu Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Hà cũng là một người con miền Trung và Đà Nẵng cũng là đất miền Trung, nên là Hà chắc chắn sẽ ưu ái hơn. Và thứ ba nữa, đây là một trong những cái lễ hội mà Hà nghĩ rất là nổi tiếng. Góp phần vào thành công chung của lễ hội còn là sự chung tay góp sức của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bình ổn giá, văn hóa văn minh đô thị, nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến trong mắt du khách. Tụi chị là sáng 5 giờ đã tập trung rồi và nhân cái mùa du lịch của thành phố là bắn pháo hoa, thì cũng thực hiện dọn xanh sạch đẹp thì để cho thu hút khách du lịch, vừa làm sạch môi trường. Có thể nói, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 là một kỳ lễ hội đặc biệt vì được trở lại sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid-19. Qua 4 đêm thi, GIFF 2023 với chủ đề Thế giới không khoảng cách đã dần trở thành chiếc cầu nối giúp xóa tan mọi rào cản để mọi người cùng nhau tận hưởng những giá trị nghệ thuật, nét đẹp văn hóa, hướng đến khát vọng hòa bình và thịnh vượng. Sự thành công của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng các năm trước đã khẳng định sức hấp dẫn của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong lòng người dân thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước. Đây là niềm tự hào của Đà Nẵng, đồng thời cũng là một thách thức để thành phố không ngừng nỗ lực vượt lên, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức và trình diễn nhằm xây dựng thương hiệu lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Tiếp nối thành công của 4 đêm trước, đêm chung kết GIFF 2023 diễn ra vào ngày 8 tháng 7 cũng sẽ tiếp tục được chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng với sự tham gia của hai đội xuất sắc nhất là Pháp và Ý. Cùng với chương trình nghệ thuật công phu hoành tráng hơn nữa, chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời, đáng nhớ khi đến Đà Nẵng trong mùa hè này.